Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình về quê quý vị và mình đang ở nhà chú Năm của mình. Thì ở đây là chỗ chợ Cái Cùng ở dưới Bạc Liêu. Thì chỗ gần nhà chú Năm có lăng ông cá ông á quý vị. Thì mình sẽ đi tham quan lăng cá ông. Mời quý vị theo mình tham quan nha. Xin mời. Bấm dừng nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô tham quan nha. Lăng ông Duyên Hải ha, Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu. Vĩnh Thịnh hay Vĩnh Thinh ta? Lễ hội nghinh ông lần thứ 8 năm 2019. Không biết là ngày nào. Để giày dép bên đây nha. Ủa? Ở chỗ này. Lễ hội nghinh ông mùng 8, mùng 9, mùng 10 tháng Giêng hàng năm. Rồi đi vòng qua, đi vòng qua, đi vòng qua bên trái đó, dẫn với lại đi. Ủa dẫn Phú đi với lại. Đây là phía trước. Có những cái hình ảnh này lúc người ta bắt con cá voi lên nè. Có không? Kêu là cá ong nghe con. Ôi, nặng 15 tấn.
Rồi mình sẽ đi qua bên hông để nhìn xương cá ông nha. Đi ông Phúc. Đây. Có không? Thiệt không? Phải nhà ông Năm không? Nhà ông Năm. Phải không trời? Ơi còn mấy cái hình nữa coi luôn á. Khoan nha. Ồ nó hơi bị chói rồi, khó quá. Nó bị chói. Phải nhà ông Năm không trời? Cái này đỡ hơn. Cái này đỡ hơn nè, thấy nè. Rồi, để cho coi mấy cái hình cái rồi mới đi coi xương cá ông nha. Bỏ cái miếng vải vô làm gì ta? Rồi, giờ mình đi xem xương cá ông nha. 8 năm. Ở đây người ta xây một cái miếng kiến. Một cái miếng kiến bên ngoài. Bên ngoài ngôi nhà là có những cái miếng kiến. Để mình đứng mình nhìn vào. Để coi thử thấy không nha. Đó, thấy rồi nè. Ở phần đầu thì được che bằng một cái miếng vải màu đỏ. Phần đầu á. Rồi tới đó là những cái đốt sống. Trời ơi quá lớn luôn. Đốt sống bự thiệt. Rất là bự. Cá quỷ linh tinh. Đó. Bây giờ muốn camera mà nó thấy mình phải lấy cái tay che lại cái thôi, nó phản xạ kiến khó thấy. Đâu lấy thân người lắp lỗ cho mai coi đứa nào. Lấy thân người che lên coi. Đó, ok nè. Trời ơi. Đâu, thêm lại coi. Che luôn, trời ơi, nhờ hai đứa mà mình thấy được bên trong. Phải che kiến đi. Ờ đúng rồi, che đi. Đó, ồ quá tuyệt luôn. Đợi chút nha. Rồi, cảm ơn hai đứa nhiều. Ồ quá bự. Rồi mình sẽ đi tới tấm kính thứ hai nha. Đây, để xem. Tiếp tục tấm kính thứ hai. Thôi bị che mà mấy bạn. Có mấy cái bàn, nhưng mà trời ơi cái đoạn dài ở chỗ này thì cái phần đốt sống nó bự ra ở giữa. Đốt sống ở giữa là khúc chân chẳng. Hồi nãy quên coi cá ông dài bao nhiêu, nặng thì 15 tấn rồi đó. Khủng khiếp, quá dài luôn. Đưa lên bằng hai xe thành cổng các cái đốt bằng hai cái gì. Hai cần cẩu mà cần cẩu mình coi kêu bằng sáng cạp á. Đây phần đuôi nè, phần đuôi. Hình như trong đó là một số cái gì nữa mà đó anh nhớ mở ra coi giờ ta đúng lại cái gì. Mà nấu được vô, mình chỉ đứng ngoài kiến giờ thôi. Nó phần đuôi đây. Để mà trưng bày được cái này thì người ta đóng những cái miếng những cái thanh gỗ mình đặt lên. Trong kiến đó là cái gì ạ? Một số bộ phận đó mình ta để cho dễ giờ cho che. Liên gục phèo phói hả? Đấy, rồi mình chở ra ngoài nha. Có thằng ngoài của ai nè. Đây là chỗ trưng bày nãy mình coi đây. Cái đầu luôn chắc. Dạ ở đây mình gặp một cái chú cũng đi tham quan xương cá ông. Xin chào chú ạ. Chú là người ở đây hay là ở đâu tới chú? Chú ở có bốn phường năm á. Dạ ở phường năm Bạc Liêu. Dạ có ông bạn ở xa ông lại rồi dẫn ông đi xuống đi coi xương không. Dạ ở ngoài tới Bạc Liêu mà vô tới đây.
Con thì bữa nay đi đám giỗ nhà ông chú ở gần đây nè, con cũng lại coi xương cá ông. À, lúc mà xương cá ông mà dạt vô bờ á, chú có đi coi không chú? À, không không có đi, nhưng mà nghe trên đài nói là tới 16 tấn. Ồ dạ vậy hả chú? Dạ. Thì hồi nãy con coi cái phần xương thấy quá trời dài luôn, quá bự luôn. À, dạ. Cái thịt thì lóc ra để mà làm cái mồ, còn bên đây để cái xương. À mình cái thịt mình thờ riêng á. À mình chôn riêng. Chôn riêng. À ủa là cái mồ đó đó. Cái mồ phía sau đó hả? À một hồi con quay. Dạ con cảm ơn chú đã thông tin nha. Dạ. Dạ con xin chú tên gì ạ chú? Con tên Xia. Dạ, rồi con cảm ơn chú Xia. 75 tuổi. Dạ. Con cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. À con đi tham quan tiếp đó. À thì ra là phần thịt mà của cá ông á được chôn một nấm mồ riêng, mình sẽ tới nấm mồ đó nha. Chỗ này nè quý vị. Đó, mình đi nha. Đi qua cái chỗ phần thịt của cá ông là chôn bên này nè. Với lại. Đó, bên đây nè. Mới biết luôn hết kìa. Ừ. Hồi đó giờ đi xem xương không à. Ồ, trời ơi Phú. Xá mà cầm chai nước con. Ờ, xá đàng hoàng, đúng rồi, đó là xá luôn đi. Rồi mình sẽ coi phần mộ ngư ông Duyên Hải. Ở đây nè. Mới biết luôn á. Phần mộ ngư ông Duyên Hải. Lụy mùng 9 tháng Giêng canh Dần 2010. Trời ơi, 15 tấn con biết không? Không, bỏ hai tủ lạnh như đây nè. Trời đất ơi, tủ lạnh nào mà chịu nổi. Mà sao 15 tấn mà sao cái này bỏ nhỏ vậy con hả? Thì cái phần dưới, nè cái hình tròn dưới nè. Ờ, còn cái này cái núm mộ người ta. Cái núm mộ người ta làm cho có. Đúng rồi, nguyên cái vùng đất hình làm cái hình elip. Đây nè. Đây nè, mấy nấc luôn nè. Đây. Đó. Cái hình elip mấy nấc luôn. Giờ người ta làm cái núm ở trên vậy thôi. Dạ. Ở trên trồng bông rất đẹp. Hồi nãy phải kéo ông Năm theo để thuyết minh cho mình ha. Ông Năm ở đây chắc gần lắm. Ông chú của mình á quý vị. Ờ ha, lần sau nói ông Năm thuyết minh cho mình nghe về sự tích cá ông. Chắc chắn là lúc đó là có ông Năm có mặt đây. Đó như phần này là phần da, cái bộ nội tạng là trên mình chung ở đây. Dạ. À, thì người mùa với ông con thì bộ xương ở trong đây. Ờ dạ, ông ở đây luôn hả ông? À, ở đây luôn đó. Ông cai quản coi cái khu luôn đó hả? À, coi mình giữ bộ xương rồi thôi chứ có làm gì đâu. À dạ, con xin hỏi chú tên gì ạ? À, tôi tên là Lê Dễ. Dễ hả? À? Dạ Lê Dễ. Dạ con chào chú. Vậy là từ khi mà lăng mộ này hình thành tới giờ là chú Dễ coi ở đây. Coi ở đây. Dạ. Dạ. Vậy là trong kia là xương của cá ông, còn bên đây là phần da. Da cái bộ nội tạng. Bộ da lông nó. À da nội tạng là chôn ở đây. À, vậy là mấy cái nguyên cái dùng hình tròn này á dạ chú. Dạ nhiều lắm phải không? Nhiều lắm. Dạ. Nhiều lắm. Dạ. Ủa rồi con thấy cái xây mới cái nhà cái mới xây là để cái nhà này để mừng nhà cô mà có đồ kỳ lễ lược. À làm lễ đó ha. Nấu ăn rồi gì đó. À dạ. Một lần lễ đúng lắm.
Dạ. 2-3 ngàn người lận. Dạ. Cái ruộng này là trực lắm. Trời ơi, 2-3 ngàn người. Ừ. 3 ngày 3 đêm lận mà. Dạ. 3 ngày. Dạ. Còn đại ăn là đại ăn từ thiền luôn, ai đói là cứ ăn chứ. Quá hay, trời ơi, phải năm nào thuê gánh hát của đoàn Cao Văn Lầu hát 3 đêm. Dạ. Ôi vậy là cái sân lớn này là chật kín hết trơn luôn. Chật kín luôn hả? Ôi trời đất ơi. Vậy là có dựng rạp đồ đầy đủ hết. Rạp là khi mình đại khách vì người ta ăn là mình có rạp. À, đại khách cái khu này đây. Có nhà vệ sinh đồ rồi. Ôi cái còn cái nhà nhỏ nhỏ là cái những cái miệu hồi trước, cái lúc trước mà ông chưa có là cái miệu của dân chài lưỡi ta mừng ta thờ vậy đó. À, nghe là chưa ông chưa có về đây thì cái miệu đã có sẵn rồi. Có rồi, có rồi, mình trên 30 năm rồi. Dạ. Thôi để hồi con cũng quay chủ xem. Chủ cái hiệu là cái dân làm lưỡi là thờ bà cậu đó. Dạ. Nhờ ngoài biển đó. À. Vậy là ngay cửa biển cái cùng này là đây là cái miếu để cho dân người ta lại chai lưỡi kêu miếu bà cậu đó. Miếu bà cậu. Dạ. Dạ con xin cảm ơn chú nhiều đã thông tin. Dạ. Dạ con cảm ơn. Mình sẽ đi ra cái miếu luôn quý vị. Không ngờ theo chú dễ nói thì lễ hội nó lớn đến như vậy. Thì nếu có điều kiện mình cũng ở đây có một anh đang hành lễ. Ở phía trước là cái cây cái gì ta? Cây này cái gì nha? Không phải. Đúng rồi, xa cừ. Hỏi không? Dạ, chú biết cái cây này cây cha. Cây cha hả chú? Dạ, con cảm ơn chú. Cây cha mới biết luôn. Phía trước cái miễu có tên là cây cha. Cây cha. Cái trái của nó khô hết trơn hả? Phải có trái tươi. Kiếm trái khô cho còn ai coi. Hay nè nè, trên đầu con này hái đại đi. Trái cha. Mới biết luôn. Phía trước thì có một cái bàn thờ Phật Quan Âm. Đây là miễu bà cậu này. Miễu cho dân chài lưới á, người ta thờ. Để phù hộ các chuyến ra biển bình an á. Không ngờ lễ hội này 3-4 ngàn người dữ vậy trời. 3 ngày, diễn ra 3 ngày. Giờ đang xây thêm đi, để xây thêm nhà bên kia. Thì cái nhà đó chỉ để đồ làm lễ, theo như ông chú nãy nói. Rồi thôi, chắc kết video ở đây được. Đây, con quay giùm cậu hai nha. Rồi đi ra ngoài kia đi, đi ra ngoài kia. Ra ngoài kia quay, ha. Dạ con thì từ cái miễu bà cậu mình sẽ ra ở ngoài cái lăng. Giờ mình sẽ kết thúc cái video này ở đây các bạn. Thì lúc tới đây mình cũng không có thông tin nhiều, chỉ biết vậy thôi. Rồi qua một số tấm ảnh đây nè, nè quay giùm cậu hai thôi. Video mình quay lăng cá ông ở cống cái cùng ở Bạc Liêu gì thì ông lụy vào năm 2010 thì mình cũng biết là cỡ 15-16 tấn gì đó. Thì video đến đây là đã quá dài rồi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Hôm nay mình về đám giỗ ở nhà ông chú Năm của mình ở Bạc Liêu, sẵn quay lại
lăn cao cho quý vị xem. Bye bye và chào tạm biệt. Rồi đi ra ngoài đi. Quay lại cái cổng. Giờ này chắc cỡ 9 giờ sáng không ta? 9 giờ phải không? Anh quay cái cổng là kết thúc nha. Lăng Ông, Duyên Hải, Vĩnh Lạc, Vĩnh Thịnh hay Vĩnh Thinh trời. Hết biết luôn. Vĩnh Thịnh quá. Hòa Bình, Bạc Liêu. Sẽ Phú rồi. Rồi, bye bye.